đã lỡ rồi. À, cũng đã hết rồi. Đã hết rồi. Hết rồi hay chưa lỡ rồi chứ? Đã hết rồi, đã lỡ rồi. Cũng đã hết rồi, đã lỡ rồi. Tình tình càng ai không cho nàng. Thôi vậy được rồi, được rồi, đủ rồi. Các bạn đi hát nha. Không thua lắm đâu. Người chơi sẽ nhận được 15 từ khóa ngẫu nhiên. Trong vòng 10 giây phải hát được câu hát có chứa từ khóa đó. Không lắm rồi. Chia tay rồi bạn nào. Không, chia tay là có bài mình chia tay đi. Nhưng mà bài bài của em thì có từ gì chia tay này. Không 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 thể tin vào giây phút hay không ngờ đi người ta chia tay. Xin lỗi anh không dễ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái anh. Anh thật sự không hiểu, anh cũng không. Hai ba. Không sao mà em đi rồi, anh ơi buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã có mạnh mẽ rồi. Được rồi, được rồi. Cầm tay. Cầm tay. Cầm tay. Nắm tay nhau thì được không? Cầm tay. Cầm tay. Cầm tay. Cầm tay cùng nhau. À không ạ. Mới thu. Nếu cũng không. Cầm tay á. Ôi không thể nhớ được bài quá dài nhá. Tôi không thể nhớ được bài quá dài nhá. Nhưng mà ý là cho một câu để em nhớ này. 2 hours later. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Một mình em lang thang từng góc phố, môi mỉm cười mà lòng thì còn đau, giấu nước mắt trong tim thật sâu. Ok, có thuộc được cái bài mình thôi nó chạy ơi. Có thuộc được cái bài mình thôi nó chạy ơi. Bài của em không? Số mấy thôi? Ra sao? Ra sao? Ra sao? Em bỏ hút thuốc chưa hả? Em lâu nay ra sao? Đáng yêu ai quên ai? Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây. Cũng đã hết rồi. Đã lỡ rồi. Cũng đã hết rồi. Đã hết rồi. Hết rồi hay chưa lỡ rồi chứ? Đã hết rồi, đã lỡ rồi. Okay. Cũng đã hết rồi, đã lỡ rồi. Tình tình càng ai không cho nàng. Thôi vậy được rồi, được rồi, đủ rồi. Lung linh lung linh tình mẹ. Cha cha anh là bài gì? Lời yêu ngây dại. À lời yêu ngây dại của Kha. Chào quá. Một lời. Thì anh cứ đi đi, anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Nói dối làm tim đập, nói dối làm con tim đập. Nói dối làm. Em hát gì? Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn, bao lâu rồi ai đâu hay. Ước gì anh đã không ngờ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời anh đã mất anh rồi. Là ai? Người ấy là ai? Người ấy là ai? Ai 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 ai? Người ấy là ai? Ai ai ai? Người ấy là ai? Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là đừng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta ngồi muôn cách xa. Lau mi. Lau mi hả?
lau mi, lau mi đừng đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu ai yêu được. Và một chiều tan vỡ, một người khóc một người đau. À, là con gái phải xinh. À dậy thôi. Dậy thôi. Nào. Bạn đang ăn thôi. Cái gì dậy thôi? Nè, chào nào, mày yêu lên mình cùng dậy thôi. Cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đôi chỉ cần vài phút là đã xong. Xong rồi, mừng quá. Hoàn thành xuất sắc không? Ôi, hoàn thành xuất sắc nhờ. cảm ơn Giang với thử thách hát đi chờ chi vì đây cũng là một thử thách để giúp cho cả em cũng như là chị Sunny ôn lại được cái 4 bài của mình. Hy vọng rằng là lần sau mình sẽ nhắc đến một từ khóa là mình nhớ liền. nhớ liền. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.